trong ngày hôm nay thì bão số 6 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, kéo theo đó là mưa to và gió giật mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại dành cho các địa phương. Khoảng 9 giờ sáng, mưa vừa ngớt nhưng gió vẫn rít liên hồi. Xót xa trước ngôi nhà nằm ngay quốc lộ 1A bị tốc mái và đổ sập một phần. Bà Hiền bất chấp nguy hiểm ra nhặt lại tài sản, nhưng căn nhà gần 100 mét và tiệm thuốc tây giờ chỉ còn là đống đổ nát. 4 giờ bà thấy bà dọn giật to quá. Bà mới chạy qua bên đi. Chạy qua bên là cửa sắt, cửa đô lần lua hết. Bà cả ba cả con với nhờ có một cái phòng mà mình đổ. Bà đốt vô trong nó ngồi con bên đi để là hàng giờ, hàng bấy, chẳng bấy cả mãi, cái của sập hết. Hàng hóa đâu trong nhà là chưa được hết. Dọc các tuyến đường ở Lăng Cô liên tục bị gió thổi, khiến các máy tôn bay khắp nơi, xe tải bị lật ngay giữa đường, nhà cửa quán xá của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì lúc này gió đang rất to, kèm theo mưa lớn. Và phía sau tôi đây là một ngôi nhà đã bị tốc mái và sập. Và ngay bên cạnh tôi đây là đồng chí Trần Đình Vui, bí thư thị trấn Lăng Cô. Vâng, thưa ông có thể cho biết là cơn bão khi đổ bộ vào thị trấn Lăng Cô thì nó diễn ra như thế nào được không ạ? Cơn bão Trami đổ vào bộ vào thị trấn Lăng Cô, phải nói rằng đây là một cơn bão hết sức khủng khiếp. Mặc dù cường độ thì chưa phải là siêu cơn bão, thế nhưng mà tấm bão nằm ở thị trấn Lăng Cô. Thưa ông thì ông đánh giá như thế nào về mức độ thiệt hại đến thời điểm này? Mức độ thiệt hại thì phải nói rằng đây là một cơn bão thiệt hại cho bà con rất là lớn. Đến hiện nay có 33 nhà tốc mái hoàn toàn, hơn 50 nhà tốc mái 50% và hàng ngàn cây xanh, các công trình, phụ kiện, trang trí trên địa bàn đều đổ ngã và hư hỏng. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều hộ bị ngập sâu từ 1m đến 1,5m. Trạm y tế thị trấn, nước ngập khoảng 0,6m, tốc mái tre, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, quốc lộ 1A bị gián đoạn do cây xanh ngã đổ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số 6 và mưa lớn do bão gây ra, cử lực lượng ứng trực tại các khu vực sung yếu, đồng thời di rời người dân đến với nơi an toàn. Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, khoảng 300 hộ dân đã được sơ tán đảm bảo an toàn trước nguy cơ mưa lớn trong đêm nay. Trong đó, nhiều người được đưa vào ở tại trường học với đủ lương thực, thực phẩm cần thiết. Hàng chục hộ dân sống trong nhà tạm, nguy cơ tốc mái được vận động chuyển vào tránh trú tại trường học từ tối ngày 26 tháng 10. Thực phẩm, nước uống được chính quyền chuẩn bị đầy đủ. Năm hơi ngập, nước lên cỡ lì đây. Bổ gió họ cũng đưa lên, Nam Mô họ cũng đưa lên hết trơn. Năm giờ là cũng đưa lên, Nam Mô bổ lớn nào đưa hết trơn. Họ đưa lên đây để an toàn. Nó an toàn thì qua bổ rồi mới trở về. Hoàn lưu của cơn bão vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Địa phương cũng không chủ quan và cũng đã nhắc nhở bà con cũng tiếp tục ở lại nơi tránh trú bão tạm này. Khi nào nó ổn định thì có thông báo mới được về. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng chốt chặn, không cho người và phương tiện qua một số tuyến đường nguy hiểm, trong đó có tuyến đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. Sạt lở và cây đổ thì phải báo cáo ngay về để có hướng xử lý. Trên bán đảo Sơn Trà là đơn vị đã tổ chức trực 24/24, không cho những người không có trách nhiệm đi lên bán đảo. 4 xe tăng thiết giáp thuộc tiểu đoàn 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các chiến sĩ đã lên đường ứng trực tại các vị trí sung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều điểm miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ bị sạt lở. Địa phương này cũng đã cấp tốc triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Vấn đề mà tỉnh Quảng Ngãi quan tâm nhất hiện nay đó là công tác đảm bảo cho người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi. Và hiện nay thì tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho các địa phương ở miền núi tập trung rà soát tất cả các điểm nguy cơ sạt lở ở 67 điểm của 5 huyện miền núi để có thể là chủ động di dời dân. Hai ngày nay, 14 hộ với 60 nhân khẩu ở thôn Nguyên, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng được lệnh di dời khẩn cấp đến trường tiểu học do lo ngại núi Tà Pọt bị sạt lở. Chính quyền đã bố trí chỗ ăn chỗ ở và vận động hộ dân không trở về nhà trong thời điểm này. Ở là sợ sạt lở bà con anh em mình thấy nó khó khăn, ở nó không có yên ổn gì hết á. Đã triển khai lực lượng tại cơ sở 4 tại chỗ, anh em đó triển khai để kiểm tra, qua kiểm tra quyền kiểm tra thì anh em túc trực sẵn sàng để với đó nếu trường hợp mà có tình huống xấu nhất thì là di dời dân.
bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền địa phương phải đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho người dân tại nơi ở tạm, thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời xử lý sự cố. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các địa phương chủ động nắm sát tình hình, dự báo các bản tin dự báo về cảnh báo thiên tai và dự báo thời tiết của Trung ương cũng như địa phương để theo dõi sát tình hình thực tế để có cái giải pháp phù hợp. Thứ hai nữa là quan điểm lãnh đạo của lãnh đạo là phải đảm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và của nhà nước. Cho nên các địa phương chủ động trong các phương án để di dời người dân đến các nơi an toàn ra khỏi các vùng nguy hiểm. Đến cuối giờ chiều nay, tỉnh Quảng Ngãi đã di rời 182 hộ dân với 557 nhân khẩu tại 3 huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Hà và Sơn Tây đến nơi an toàn. Sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật lại tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 6 tại Quảng Bình và Quảng Trị. Dù không phải tâm bão nhưng Quảng Bình và Quảng Trị cũng bị thiệt hại do bão số 6. Tại Quảng Bình, trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, một người bị lũ cuốn mất tích tại hạ lưu đập Thanh Sơn, huyện Lệ Thủy. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân, đồng thời sơ tán các hộ dân có nguy cơ sạt lở ở hai xã Kim Thủy và Lâm Thủy ở huyện này. Tại Quảng Trị, một số tàu thuyền tại cảng Cửa Tùng và Triệu Phong bị nhấn chìm. Gần 3 km kè ven biển Cửa Việt hư hại, gần 100 mét tường rào của một trường học tại thành phố Đông Hà sập đổ. Tại Vĩnh Linh, một số nơi mất điện hoàn toàn, nhiều tuyến đường liên thôn xã tại các huyện miền núi bị lũ chia cắt tạm thời. Trong sáng 27 tháng 10, một số nơi trên địa bàn Quảng Trị đã có mưa rất to, tổng lượng mưa vượt 100mm. Một số ngầm tràn, đập tràn bị ngập lụt như Đa Ca Rông, Tà Rụt, A Ngo trên quốc lộ 15D, đập tràn Đại Độ ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, đập tràn Thái Lai, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong cũng đã bị ngập, giao thông chia cắt. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo và rào chắn các ngầm tràn, đập tràn bị ngập lụt và nghiêm cấm phương tiện và người đi qua để đảm bảo an toàn. Để ứng phó với mưa lớn, tỉnh dự kiến cần sơ tán tránh ngập lũ trên báo động 3, gồm hơn 9.000 hộ với hơn 35.000 nhân khẩu tại các huyện, thị, sơ tán di rời dân vùng xảy ra sạt lở đất. Chương trình tiếp tục với những thông tin về nữ du khách được cứu sống ở Phú Quý và tình hình đảm bảo an toàn chống bão số 6 tại khu vực miền Trung. Liên quan đến vụ hai du khách mất tích ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận do bị sóng cuốn trôi, đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu sống một nữ du khách sau hơn 12 giờ lênh đênh trên biển. Nữ du khách được cứu sống 19 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã được đưa đến trung tâm dân quân y huyện đảo Phú Quý chăm sóc y tế và sức khỏe đã ổn định. Hiện lực lượng chức năng huyện Phú Quý và các tàu thuyền đang tiếp tục tìm kiếm nam du khách mất tích còn lại. Ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa dao động phổ biến từ 90 đến 120mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngày 27 tháng 10, vùng biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn trên đất liền, mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất bão hòa trên 85%, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, nhất là các huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh. Tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động các phương án phòng tránh ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi dốc.